quá trời quá đất, giao lộ 8675 quay phim gây ách tắc cả một con phố. Hàng chục người dồn hết sức cho một cảnh quay, thành quả thu về đầy bất ngờ. Anh cái đèn đó nó rất là nhanh á. Nó có 20 mấy giây thôi, nó không có đợi được mình đâu. Mình chỉ đợi nó chứ nó không đợi mình, nên mình phải tập trung cho mấy đứa. Rồi xe bus chạy nhanh lên, xe bus chạy nhanh đậu đúng điểm luôn nè. Chở rocker cháy phố với con xe số, cả đoàn phim đứng ngồi không yên. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Kiếp nạn thứ 83 của giao lộ 8675 mang tên mưa, lúc cần không có, lúc có không cần. Nhiều cái thời tiết như thế, và đặc biệt là ở Sài Gòn, ở bất cứ hoàn cảnh nào đoàn phim cũng phải chạy tiếp, cũng có thể quay được. Với sự tham gia của Isaac, Rocker Nguyễn, Emma Lê, La Thành, giao lộ 8675 hiện đang là bộ phim được nhiều khán giả ngóng chờ. Dĩ nhiên, để có thể hoàn thành được một bộ điện ảnh hoàn hảo gửi tới khán giả, đoàn phim giao lộ 8675 đã phải rất vất vả, mất nhiều công sức. Trong loạt video hậu trường đã được tiết lộ, đoàn phim đã làm dân tình được fan hú hồn vì tưởng đâu đoàn phim bị tố gây ách tắc đường phố khi quay phim. Thế nhưng, sự thật là đoàn phim đang chuẩn bị một cảnh quay ở ngã tư đường mà thôi. Cảnh khá nguy hiểm, lại là nơi giao thông đông người nên cả đoàn mấy chục người phải dồn hết sức để hoàn thành nhanh chóng, tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Và thành quả của sự cố gắng này là những thước phim rất đẹp mắt. Bên cạnh cảnh quay trên xe buýt nơi ngã tư tấp nập người qua lại, đoàn làm phim còn đưa cặp đôi chính vi vu khắp Sài Thành bằng những phương tiện khác, ví dụ như xe máy chẳng hạn. Rocker Nguyễn và Emma Lê đã có những phân cảnh vô cùng thú vị trên con xe số. Lần đầu được Emma chở đi cháy phố nhưng lòng Rocker Nguyễn hoang mang lắm. Còn các staff của đoàn phim cũng đứng ngồi không yên. Những cảnh quay trên phố đoàn làm phim đã hoàn thành rất tốt mà không ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Nhưng kiếp nạn của giao lộ 8675 vẫn còn đó, bởi không ai quản nổi chuyện nắng mưa. Quay phim ở Sài Gòn và đặc biệt là vào mùa mưa thì điều đáng lo nhất chính là những cơn mưa bất chợt rồi. Dù cái là lúc cần thì chẳng thấy mưa, lúc không cần thì cơn dông ào ào tới, trời mưa xối xả làm đoàn phim khổ không để đâu cho hết. Mặc dù nhiều khó khăn và vất vả là thế, nhưng trên hết quá trình quay phim của giao lộ 8675 là rất vui và đầy nhiệt huyết. Không chỉ nam nữ chính Emma Lê và Rocker Nguyễn hợp cạ mà cả đoàn phim đều rất hiểu ý lẫn nhau. Không ít khoảnh khắc vui vẻ trên phim trường được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng đón xem những phân cảnh siêu đẹp mắt, cực lãng mạn mà đoàn phim giao lộ 8675 mang lại vào ngày 6 tháng 10 sắp tới nhé.